Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 4. Khi Sanballat hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại, thì lấy làm giận dữ và nhạo báng người Giuđa. Người nói trước mặt anh em người và đạo quân Samari rằng: những người Giuđa yếu nhược ấy làm gì? Chớ thì người ta sẽ để cho chúng nó làm lụng sao? Chúng nó há sẽ dâng những của lễ ư? Trong một ngày, chúng nó há sẽ làm xong sao? Đá mà đã cháy thiêu rồi, chúng nó há có thể do đống bụi đất mà lấy nó làm thành đá lại được sao? Tobia, người Ammon ở bên cạnh người nói rằng: vả lại, cái vách bằng đá mà những kẻ ấy xây cất kia, nếu có một con chồn leo lên đó, tất sẽ đánh nó sập xuống liền. Hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi, hãy nghe, vì chúng tôi bị khinh dễ. Xin hãy đổ lại sự nhục của chúng nó trên đầu của họ, và hãy phó chúng nó làm mồi trong một xứ bắt người ta làm phu tù kia. Chớ che lấp gian ác của chúng nó, đừng xóa tội lỗi chúng nó sạch khỏi trước mặt Chúa, vì trước mặt các thợ xây cất, chúng nó có chọc Chúa giận. Vậy, chúng tôi xây cất vách thành lại, và toàn vách thành đều dính liền nhau và lên đến phân nửa bề cao, vì dân sự chuyên thành làm công việc. Sải khi Sanballat, Tobia, những người Ả Rập, dân Ammon và dân Ách Đốt hay rằng việc tu bổ vách thành Jerusalem tấn tới và các nơi hư lũng hầu lấp lành, thì chúng nó lấy làm giận dữ, bèn tập lập nhau hết thảy đặng đến hãm đánh Jerusalem và làm cho nó bị rối loạn. Nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ. Người Giuđa nói: còn nhiều đồ hư nát và sức lực của kẻ khiêng gánh đã yếu mỏi, chúng ta không thể xây cất vách thành được. Các thù nghịch chúng tôi nói rằng chúng nó sẽ không hay không thấy điều đó, cho đến chừng chúng ta đến giữa chúng nó, giết chúng nó đi và làm cho chúng nó ngưng công. Song dân Giuđa ở giữa họ đến 10 lần báo cáo chúng tôi rằng thù nghịch bởi bốn phương chạy đến. Tôi bèn lập những đồn trong các nơi thấp ở phía sau vách thành và tại những nơi trống trải. Tôi đặt dân sự từng họ hàng tại đó, có cầm gươm, giáo và cung. Tôi xem xét, trỗi dậy và nói với các người tước vị, quan tướng và dân sự còn sót lại rằng: chớ sợ chúng. Khá nhớ, Chúa là một đấng cực đại và đáng kinh. Hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình. Khi các thù nghịch chúng tôi hay rằng chúng tôi đã được báo tin và Đức Chúa Trời có bại mưu của chúng nó, thì hết thảy chúng tôi đều trở lại nơi vách thành, ai nấy về làm công việc mình. Từ ngày đó, phân nửa số đầy tớ tôi làm công việc, còn phân nửa kia cầm cây giáo, khiên, cung và giáp. Các quan trưởng đều đứng ở sau cả nhà Giuđa. Những kẻ xây sửa vách thành, những kẻ khiêng gánh và những kẻ chất lên, một tay thì làm công việc, còn một tay thì cầm binh khí mình. Những kẻ xây sửa, ai nấy đều có cây gươm mình đeo nơi lưng rồi xây sửa, còn kẻ thổi kèn thì ở bên tôi. Tôi nói với các người tước vị, các quan trưởng và dân sự còn sót lại mà rằng: công việc thì lớn và dài, còn chúng ta làm rải rác ở trên vách, người này cách xa người kia. Tại nơi nào các ngươi nghe tiếng kèn, thì hãy nhóm lại cùng chúng ta ở đó. Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta. Chúng tôi làm công việc là như vậy. Phân nửa họ cầm cây giáo từ lúc rạng đông cho đến khi sao mọc. Trong lúc ấy, tôi cũng nói với dân sự rằng: mỗi người hãy cùng tôi tớ mình ngủ đêm tại trong Jerusalem, để ban đêm chúng phòng giữ và ban ngày làm công việc. Nào tôi, nào anh em tôi,
nào các người đầy tớ tôi, nào những lính canh theo tôi, chẳng có ai cởi áo mình ra. Mỗi người đều đeo binh khí nơi bên hữu mình. Chương 5. Khi ấy, có tiếng kêu la lớn của dân sự và vợ họ về người Giu-đa là anh em mình. Có người nói rằng, chúng tôi, con trai và con gái chúng tôi, đông đảo, và chúng tôi phải có lúa mì để ăn cho sống. Cũng có người nói rằng, trong khi đói kém, chúng tôi cầm ruộng, vườn nho và nhà chúng tôi hầu cho có lúa mì ăn. Lại có người khác nói rằng, chúng tôi có cầm ruộng và vườn nho chúng tôi mà vay bạc đặng đóng thuế cho vua. Vả, thân của chúng tôi vốn như của anh em chúng tôi, các con trai chúng tôi khác nào các con trai họ. Này, chúng tôi phải bắt các con trai và con gái chúng tôi làm tôi mọi, và đã có đứa con gái chúng tôi làm tôi mọi rồi, không còn thuộc nơi quyền tay chúng tôi chuộc nó lại, vì đồng ruộng và vườn nho chúng tôi đã thuộc về kẻ khác. Khi tôi nghe các lời này và tiếng kêu la của họ, bèn lấy làm giận lắm. Lòng tôi bàn tính về điều đó, cãi lẫy với những người tước vị và các quan trưởng mà rằng, các ngươi buộc tiền lời cho mỗi người anh em mình. Tôi nhóm lại một hội đông đảo đối nghịch chúng mà nói rằng, cứ theo quyền chúng ta có, chuộc lại anh em chúng ta là người Giu-đa mà đã bị bán cho các dân tộc, mà các ngươi lại muốn bán anh em mình sao? Chớ thì họ sẽ bị bán cho chúng ta sao? Chúng bèn làm thinh, chẳng biết nói chi nữa. Tôi lại nói, điều anh em làm chẳng được tốt. Anh em há chẳng đáng lẽ ăn ở cách kính sợ Đức Chúa Trời, e bị sỉ nhục giữa các dân tộc là thù nghịch của chúng ta sao? Tôi, anh em tôi và các đầy tớ tôi cũng có cho họ vay mượn bạc và lúa mì vậy. Nhưng tôi xin anh em hãy bỏ cái ăn lời này. Tôi xin anh em 9 ngày này hãy trả lại cho họ đồng ruộng, vườn nho, vườn olive và nhà cửa của họ, cùng lời 1% về bạc lúa mì, rượu và dầu mà anh em đã bắt họ nộp. Chúng nói rằng, chúng tôi sẽ trả lại và không đòi họ chi hết. Chúng tôi sẽ làm như vậy y ông đã nói. Tôi đòi những thầy tế lễ bắt chúng thề phải làm theo như lời hứa đó. Tôi cũng vũ vạt áo tôi mà rằng, phàm ai không giữ làm theo lời hứa này, nguyện Đức Chúa Trời hãy vũ hắn khỏi nhà và khỏi hoa lợi của công lao hắn. Nguyện hắn bị vũ sạch không như vậy. Cả hội chúng đồng nói, Amen. Chúng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Đoạn dân sự đều làm theo lời hứa ấy. Vả lại, từ ngày tôi được lập làm tổng trấn trong xứ Giu-đa, tức từ năm thứ 20 cho đến năm thứ 32 đời vua Ạt-ta-xét-xê, cộng trong 12 năm, tôi hoặc anh em tôi chẳng ăn lương lộc thường cấp cho quan tổng trấn. Nhưng các quan tổng trấn đã đến nhậm trước tôi, bắt dân sự cấp dưỡng, lấy cho mình lương thực và rượu, trừ ra 40 siếc lơ bạc. Đến đổi, các đầy tớ họ cũng lấn lướt trên dân sự nữa. Nhưng tôi không có làm như vậy vì cớ kính sợ Đức Chúa Trời. Lại, tôi cũng giữ bền vững trong công việc xây sửa vách này, chẳng có mua đồng ruộng nào, và các đầy tớ tôi đều hội hiệp lại đó đặng làm công việc. Nơi bàn ăn tôi cũng có 150 người Giu-đa và quan trưởng, ngoại trừ những kẻ ở giữa các dân tộc chung quanh chúng tôi đi đến. Vả, người ta dọn ăn cho mỗi ngày một con bò, 6 con chiên chọn lựa. Người ta cũng dọn những gà vịt, và mỗi 10 ngày đủ các thứ rượu rất nhiều. Dầu như vậy, tôi cũng không đòi lương lộc của phần tổng trấn, vì công dịch lấy làm nặng nề cho dân sự này. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, nguyện Chúa nhớ lại tôi về các điều tôi đã làm cho dân sự này và làm ơn cho tôi. Chương 6. Sải khi Sanballat, Tobia, Gesem là người Ả Rập và các thù nghịch chúng tôi khác hay rằng tôi đã xây sửa vách thành rồi, không còn nơi hư lũng nào nữa. Dầu cho đến lúc ấy tôi chưa tra cánh cửa thì Sanballat và Gesem sai đến nói với tôi rằng, hãy đến, ta sẽ gặp nhau trong một làng nào tại trũng Ono. Nhưng chúng có ý làm hại tôi.
Tôi sai sứ giả đến nói cùng chúng rằng, ta mắc làm công việc lớn xuống không đặn. Lẽ nào để công việc dứt, trong khi bỏ nó đặng đi xuống với các ngươi? Chúng sai nói với tôi 4 lượt như vậy, xong tôi đáp lại với chúng cũng y nhau. Lần thứ 5, Sanballat sai kẻ tôi tớ người, cũng như cách cũ, có cầm thơ không niêm nơi tay. Trong thơ có viết rằng, trong các dân tộc, người ta nghe đồn và gác mưu nói rằng, ông và người Giuđa toan nhau giấy loạn. Tại cớ ấy nên ông mới xây sửa vách thành. Và cứ theo lời đồn đó, tất ông muốn lên làm vua của chúng. Lại, ông có lập những tiên tri đặng truyền giảng về ông tại trong Jerusalem rằng có một vua trong xứ Giuđa. Bây giờ, người ta chắc sẽ tâu cho vua nghe cũng các việc ấy. Vậy hãy đến để chúng ta nghị luận với nhau. Tôi sai nói với người rằng, những điều ngươi nói chẳng có ai làm chút nào, nhưng chính trong lòng ngươi có đặt nó ra, vì chúng nó muốn nhát cho chúng tôi hết thảy đều sợ hãi. Chúng nó rằng, tay của chúng nó sẽ bị mỏi mệt, không làm công việc nữa. Vậy bây giờ hỡi Chúa, hãy làm cho tay tôi mạnh mẽ. Đoạn, tôi đi đến nhà của Shemaya, con trai của Delaya, cháu của Mehetabeen. Người ấy đã rút ẩn ở đó, người nói rằng, chúng ta hãy gặp nhau tại trong nhà của Đức Chúa Trời, chính giữa đền thờ, rồi chúng ta sẽ đóng các cửa đền thờ lại, vì chúng nó sẽ đến giết ông. Ấy lúc ban đêm mà chúng nó toàn đến giết ông. Tôi nói, một người như tôi đây sẽ chạy trốn ư? Người nào như tôi đây vào trong đền thờ mà lại được sống sao? Tôi không vào đâu. Tôi nhìn biết chẳng phải Đức Chúa Trời có sai người đến, vì người nói lời tiên tri đó nghịch với tôi. Tobia và Sanballat đã mướn người vậy. Vì tại đó người được trả tiền công đặng khiến tôi sợ hãi, dụ tôi phạm tội, hầu cho chúng nó có cớ đồn tiếng xấu xa và làm sỉ nhục tôi. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy nhớ Tobia và Sanballat, tùy theo các công việc này mà hai người đã làm. Xin cũng nhớ đến Noadia nữ tiên tri và các tiên tri khác đã muốn làm cho tôi sợ hãi. Vậy, ngày 25 tháng Elul, vách thành sửa xong, hết 52 ngày. Khi những thù nghịch chúng tôi hay được điều đó, thì các dân tộc chung quanh chúng tôi đều sợ hãi và lấy làm ngã lòng. Vì chúng nó nhìn biết rằng, công việc này thành được bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi. Cũng trong những ngày ấy, có các người tước vị của xứ Giuđa gửi lắm thơ từ cho Tobia, và Tobia đáp thơ gửi lại cho chúng. Vì tại Giuđa có nhiều kẻ đã thề kết hiệp với người, bởi người là rể của Shekania, con trai của Ara, và Johanan, con trai người, đã cưới con gái của Mesulam, là con trai của Berekia. Chúng cũng nói trước mặt tôi những việc tốt lành của người, và chúng học lại cho người các lời của tôi. Còn Tobia gửi thơ để làm cho tôi sợ hãi. Chương 4. Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa. Khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều. Phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau. Dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Vậy nên có chép rằng Ngài đã lên nơi cao dẫn muôn vàng kẻ phu tù và ban các ơn cho loài người. Và những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? Há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? Đấng đã xuống, tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự.
ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc mà dao động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Vậy, này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra. Ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Chúa Giêsu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Chương 5. Vậy, anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời, như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm. Phàm những sự gian dâm hoặc sự ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được giữ phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Vậy chớ có thông đồng điều chi với họ hết. Vả lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn.
vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín dấu cũng đã là hổ thẹn rồi. Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng. Phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng: ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Hãy kính sợ Đấng Christ và vâng phục nhau. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh, sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thế ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy, vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Vậy nên, người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình. Hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn. Tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Thế thì, mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Chương 6. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ. Không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta. Vì biết rằng, bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tây vị ai hết. Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh
thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành, mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách dạng dĩ như tôi phải nói. Và muốn cho anh em cũng biết những sự thuộc về tôi và việc tôi làm, thì có Tychicơ, anh em rất yêu dấu của chúng ta, là tôi tớ trung thành của Chúa, sẽ báo tin mọi sự cho anh em. Tôi đã sai người đi, có ý cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thế nào, để yên ủi lòng anh em. Nguyện xin anh em được sự bình an, sự yêu thương, cùng đức tin ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Thi thiên thứ 3. Đức Giê-hô-va ơi, kẻ cừu địch tôi đã thêm nhiều giường bao, lắm kẻ dấy lên cùng tôi thay. Biết bao kẻ nói về linh hồn tôi rằng nơi Đức Chúa Trời chẳng có sự cứu rỗi cho nó. Nhưng hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi, Ngài là sự vinh hiển tôi và là đấng làm cho tôi ngước đầu lên. Tôi lấy tiếng tôi mà kêu cầu Đức Giê-hô-va, từ núi thánh Ngài đáp lời tôi. Tôi nằm xuống mà ngủ, tôi tỉnh thức vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. Tôi sẽ không nao muôn người vây tôi khắp bốn bên. Hỡi Đức Giê-hô-va hãy trỗi dậy, hỡi Đức Chúa Trời tôi hãy cứu tôi. Vì Chúa đã vả má các kẻ thù nghịch tôi và bẻ gãy răng kẻ ác. Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va. Nguyện phước Ngài giáng trên dân sự Ngài. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.